Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một căn nhà ở đường Tân Hòa Đông ha. Hẻm này hẻm ô tô vô được nha. Đây chiếc ô tô tải lớn nó vô, nó cẩu đồ nè, nó đóng đồ chở đồ nè ha cô chú anh chị, chở đồ nè nha. Hẻm chính là hẻm mình ra đường này nè ha. Căn nhà hôm nay Vũ Hồng giới thiệu đến quý cô chú anh chị và bạn là căn nhà nằm ở hẻm thông nha. Đó, cô chú anh chị bạn nhìn hẻm đó cũng thông ra được, hẻm này cũng đi thông được luôn nha. Và căn nhà mình nằm vị trí này nè, cách mặt tiền đường Tân Hòa Đông chỉ khoảng chưa đầy 50m. Nhà mình ngang với công ty hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo cô chú anh chị. Và căn nhà mình nằm ở phía bên phải ở ngoài đi vô. Và căn nhà mình có địa chỉ là 360/12 360/12 đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà mình là căn này nè cô chú anh chị. Nhà có kết cấu một trệt với một lầu ha. Ở dưới đất ngang 3m6 và chiều dài là 7m rưỡi. Lên trên lầu thì cái ban công mình lấn ra thêm được 1m là 8m rưỡi ha. Nhà có giấy chủ quyền hồng, hoàn công đầy đủ, mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên ha. Và cái mức giá chủ nhà đang đưa ra là 2.480.000.000 nha cô chú anh chị. 2.480.000.000. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến bất động sản này thì theo chân Vũ Hồng sẽ review toàn bộ căn nhà này cho cô chú anh chị bạn xem. Nếu cô chú anh chị bạn có nhà cần ký gửi bán chính chủ tại thành phố Hồ Chí Minh thì liên lạc với Vũ Hồng để Vũ Hồng tới review nhà bán nhanh cho cô chú anh chị ha. Và Vũ Hồng xin nhắc lại căn nhà này là căn nhà ở nằm ở hẻm ô tô thông nha cô chú anh chị. Nhà thì có nền nhà cao hơn mặt hẻm là khoảng nửa mét ha. Nhà được bảo vệ với hai lớp cửa. Một là lớp cửa lùa bên ngoài và hai là cửa nhôm và kính cường lực bên trong. Cái sino nhà mình ở trên là đúc thiệt luôn nha cô chú anh chị. Và đây là bên trong của nhà mình nè. Ở phía bên ngoài là phòng khách và bên trong là gian bếp và nhà vệ sinh. Nhà thì được dán tường cao lên khoảng 1m2 ha. Nhà điện chính nước chính, nhà có giấy chủ quyền hồng, sổ hồng đã có hoàn công rồi. Nhà còn rất mới đẹp, nhà chính chủ luôn nha cô chú anh chị. Đây CB điện và công tắc của nhà mình ha, ở dưới trệt. Nhà mình có hai nhà vệ sinh ở dưới trệt, một nhà vệ sinh và ở trên lầu một nhà vệ sinh ha. Trần nhà được hợp thạch cao, nhà thì có đèn led âm trần và có tăng cường thêm đèn tiếp 1m2. Và đây cô chú anh chị bạn nhìn cầu thang nhà mình bên tay phải ha. Và đây là gian bếp của nhà mình. Cuối cùng là nhà vệ sinh. Cuối cùng là nhà vệ sinh ha. Nhà vệ sinh thì có quạt hút bên trên đẩy gió ra ngoài ha. Và có sẵn máy nước nóng luôn rồi. Và Vũ Hồng xin nhắc lại căn nhà mình đó là nằm ở địa chỉ là 360/12 đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ha. Kích thước ngang là 3m6, dài 7m rưỡi, trên lầu là ban công thêm một tấc là 8m rưỡi. Và nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì mình giúp Vũ Hồng đăng ký kênh ha. Nhớ bật chuông để khi Vũ Hồng up video mới lên thì cô chú anh chị bạn xem được liền. Nếu cô chú anh chị bạn đã nhiều lần xem rồi thì hãy chia sẻ video này cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà nha cô chú anh chị. Rồi mình nhìn lại không gian ở dưới trệt nhà mình một lần nữa rồi mình lên lầu ha. Ở phía trước nhà mình đây ha, và ở phía sau lưng bức tường này là nhà vệ sinh nha. Gian bếp thì tủ bếp trên, tủ bếp dưới, quạt hút đồ đầy đủ ha, bếp ga âm. Trên lầu thì có một nhà vệ sinh, nếu cô chú chị bạn thiết kế lại thì sẽ được hai phòng ngủ nha cô chú chị bạn. Hiện tại là có một phòng ngủ và khoảng không gian sinh hoạt chung ở phía bên trong. Đây xi bởi bi tổng của nhà mình. Và đây là
chuồng điện ở phía sau nè. Ở phía sau thì nhà mình có một cái khoảng thông để lấy gió lấy sáng từ phía sau ha. Cầu thang thì mặt đi bằng đá hoa cương và tay vịn bằng gỗ và mặt bên bằng kính cường lực. Ở trên lầu này có một nhà vệ sinh ha và một cái phòng. Cửa phòng bằng cửa Đài Loan ha. Và đây là không gian của nhà vệ sinh trên lầu nhà mình. Đó, đây là không gian nhà vệ sinh nè. Thiết bị vệ sinh thì của Inox ha. Và có sẵn máy nước nóng Electrolux. Và trên kia là có quạt hút thông gió. Phòng khách phía ngoài khá rộng ha. Nhà mình đúc giả nhưng khá chắc chắn nha. Chân tường thì được dán cao lên 1,5 feet. Giúp cho mình lau chùi xài dễ dàng, không có bị bẩn tường ha. Nhà còn rất mới luôn cô chú anh chị. Nhà chính chủ nhưng mà được giữ rất mới luôn. Mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên. Cửa phía trước của lầu 1 là bằng nhôm và kính cường lực. Có ban công. Ban công rộng thêm khoảng 1m2 hay 1m2 cô chú anh chị. Đây trần nhà của mình nè. Trần nhà thì dược hợp thạch cao, đèn led âm trần và có thêm đèn. Có thêm đèn một một tiếp hai ha. Và đây ban công phía trước nhà mình nha, gạch nè cũng ok nha cô chú anh chị. Và nhà mình xin nhắc lại hẻm thông nha. Rồi đây là phía ngoài nè, đường đó là xe ô tô, có chiếc ô tô đang chạy vô trong đó để cẩu độ cô chú anh chị. Hẻm ô tô thông ha, ban công bằng sắt. Từ đây ra mặt tiền đường thì khoảng chừng chưa đầy 50m nha cô chú anh chị, hẻm ô tô vô được. Và ban công sino trên này là đúc thiệt ha. Nhà này hướng gì quên rồi nhá. Nhà này hướng gì? Căn nhà này có hướng chính là hướng tây nha cô chú anh chị. Và xin nhắc lại là căn nhà mình là ngang là 3m6 và chiều dài là 7m5. Trên lầu ban công ra thêm được 1m là 8m5 ha. Và chủ nhà đang kêu bán căn nhà này với mức giá là 2.480.000.000 ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc với chú Hồng ha. Nhà có giấy chủ quyền Hồng hoàn công đầy đủ, mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên. Xin nhắc lại căn nhà địa chỉ 360/12 đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà này chủ đang kêu bán với mức giá là 2.480.000.000. Nhà có giấy chủ quyền Hồng hướng tây và nhà nằm ở hẻm ô tô cách mặt tiền đường Tân Hòa Đông, cách cái cổng của công ty quá mỹ phẩm Mỹ Hảo khoảng chừng 50m. Rồi cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem hết clip của em review nhà. Nếu có bạn bè người thân đang có nhu cầu tìm mua nhà, hãy chia sẻ cho họ video clip này để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Và nếu cô chú anh chị bạn có nhu cầu gửi nhà chính chủ thì cũng liên lạc với Hồng sẽ tới review bán nhanh cho cô chú anh chị bạn. Rồi, Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video lần sau.